Thì anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và như anh em đã biết rồi đấy, 3080 đã được ra mắt. Và hôm nay ở trên bàn, chắc là anh em đã nhìn thấy góc kia rồi, mình đang có ở đây là phiên bản cao cấp nhất. Và nếu mà anh em là một fan của dòng đỏ, không phải dòng đỏ nước uống rồi nhá, MSI, thì không thể nào bỏ lỡ cái video này. Bởi vì đây là phiên bản cao cấp nhất của RTX 3080, cao hơn cả Ventus hay là Gaming XGO. Thế cho nên là hãy cùng tìm hiểu trong video này. Và trước khi đi vào những cái chi tiết bên trong thì như mình đã nói bên trên rồi, đây là phiên bản Supreme X. Có chữ Supreme là đã đắt rồi, anh em là Hyperbeast thì sẽ biết. Thì đây là phiên bản cao cấp hơn cả Ventus và Gaming XGO. Và mức giá mà anh em phải bỏ ra để sở hữu con card này là 27.999.000, đắt hơn 3 triệu so với Gaming XGO. Và với 3 triệu chênh lệch như thế này và với mức giá đỉnh của shop như thế thì cái phiên bản này nó sẽ có những cái gì? Bây giờ thì tiến hành thôi. Ui, nó có một cái bản lề bằng bìa tím cực. Và những cái mà anh em sẽ thấy luôn là đây, một cái tờ giới thiệu này, bỏ qua đi. Tập phong bì đựng sớ. Cái sớ này thì mình nghĩ là anh em cũng không dùng đến lắm, có cả chuyện tranh về ấy nữa. Thôi bỏ qua. Đó, bây giờ thì anh em còn có thêm một cái pad chuột nữa. Pad chuột trị giá 27.999.000, khá là ok. Anh em sẽ có ở đây là một cái giá đỡ cạc và cái thanh này nữa. Và cuối cùng là nhân vật chính của video ngày hôm nay là con cạc này, khá là to và nặng. Về mặt thiết kế thì anh em có thể nhìn thấy luôn, ở ngay cái phía mặt trước này, anh em đã có thể thấy được cái sự sang trọng của nó rồi thông qua những cái góc cạnh và những cái đường đa giác kết hợp với nhau. Ngoài ra thì nó là cái màu sắc, một cái màu kim loại này, một màu xám đen. Và khi kết hợp lại, anh em sẽ gần như là quên hết tất cả những cái phiên bản trước có cái tông màu là đen đỏ, có phần hơi quê và không được sang trọng như thế này. Và kể cả ngay cái con rồng ở đây, con rồng đặc trưng của MSI, nó cũng đã được làm một cách tinh tế và hầm hố hơn rất là nhiều. Nhìn này, nó ác như này cơ mà. Về phần backplate thì anh em sẽ có cái màu là nhôm bạc xước, gồm hai tông, một trắng và một đen. Logo Supreme chính giữa đây luôn để khẳng định đây là phiên bản Supreme. Và logo MSI đặc trưng với hình cái khiên và con rồng. Đương nhiên là có cả LED RGB nữa. Và với cái bản này tí nữa bật lên anh em sẽ thấy được cái vẻ đẹp của nó. Nhưng mà nói cơ bản thì phần mà sau này chúng ta sẽ không có nhiều cái chi tiết rườm rà, mà MSI đã làm một cách tinh tế và gọn gàng nhất, đẩy mạnh cái sự sang trọng trên con card này. Và đã nói đến đèn RGB rồi thì không chỉ có ở phần cái khiên này, anh em còn có đèn RGB ở cái chữ Supreme đây, logo Supreme ở đây, và hai dải đèn ở đây này. Thì về cơ bản tí nữa mình sẽ cắm lên để anh em có thể nhìn và chiêm ngưỡng một cách rõ ràng nhất về cái dải đèn RGB này. Và đương nhiên là màu RGB thì sẽ được tinh chỉnh thông qua phần mềm Dragon Center. Và có một điều mình cần lưu ý cho anh em là ở trên cái phiên bản Supreme X này thì anh em nên để card nằm ngang thay vì là nằm dọc như thế này, vì anh em sẽ có cái dải LED RGB rất là đẹp ở cái chữ Supreme ở đây này. Ngoài ra ở phần backplate anh em cũng có đèn RGB ở phía cái khiên. Và ở mặt trước thì anh em chỉ có hai cái dải LED RGB, nó khá là nhạt nhòa ở đây thôi. Thế cho nên là để mà tận dụng được cái vẻ đẹp tối đa mà MSI đã đem lên cái con Supreme này thì anh em nên để nằm ngang. Và ngoài ra thì đương nhiên cái hiệu quả tản nhiệt khi mà để card nằm ngang nó cũng sẽ tốt hơn khi mà anh em dựng dọc như thế này. Và rất là chu đáo đến từ MSI khi mà MSI đã trang bị cho anh em một cái giá đỡ card riêng cho cái phiên bản này. Về bộ phận tản nhiệt thì ở trên phiên bản Supreme X này thì đã được trang bị công nghệ quạt Toric 4.0 được liên kết theo cặp mỗi hai cánh quạt với nhau, gia tăng áp lực gió và giúp cái luồng gió tập trung vào các cái lá nhôm, đảm bảo hiệu năng luôn ổn định trong thời gian dài. Cùng với đó là cái chế độ quạt mát tự động tùy theo nhiệt độ của con card anh em đang sử dụng. Đặc biệt là mỗi module có phần tản nhiệt riêng cho cái hiệu năng làm mát trở nên cực cao, và đế tản nhiệt đồng mạ đi kèm giúp truyền nhiệt từ GPU đến 7 ấm đồng dẫn nhiệt một cách tốt hơn. Và xét về kích thước thì anh em sẽ có một cái kích thước của con card như sau. Với chiều dài là 33.6cm và ngang là 14cm thì thế cho nên là anh em sẽ có thể thấy là nó rất là to. Và nếu mà anh em đang có cái nhu cầu hay là cái mong muốn mà nâng cấp lên cái mẫu card này thì anh em nên chú ý về cái kích thước của con case mà anh em đang sử dụng. Hoặc nếu mà anh em build mới thì nên chọn những con case ATX Full Tower trở lên để có một cái không gian build cũng như là thoáng mát nhất cho con card. Về kết nối thì RTX 3080 Supreme X được trang bị 3 cổng DisplayPort, 1 cổng HDMI và 3 cổng cấp nguồn 8 pin.
Công suất tiêu thụ điện tối thiểu cho cả một hệ thống là 850W. Thế cho nên là khi mà anh em build những con PC mà đang nhắm đến mẫu cảng này thì anh em nên có một bộ nguồn 1000W trở lên. Và đương nhiên là Hà Nội Computer không thiếu những mẫu nguồn 1000W trở lên chuẩn 80 plus gold để anh em có thể lựa chọn. Và sau đây thì không để anh em đợi nữa, chúng ta hãy cùng đến với cái phần là test hiệu năng để xem là với 28 triệu anh em bỏ ra nó có đáng đồng tiền bát gạo hay không. Và tổng thể thì RTX 3080 Supreme X của MSI, anh em có thể nhìn thấy đây, chúng ta có một thiết kế rất là đẹp và hiệu năng của nó vô cùng đỉnh. Nếu anh em là một fan của dòng đỏ và đang có ý định nâng cấp lên những con màn hình 4K 120Hz thì đây sẽ là một cái lựa chọn có thể nói là không thể nào bỏ qua được cho những anh em như vậy. Còn nhất là khi mà RTX 3090 nó có giá gấp đôi và hiệu năng của nó chưa được nhỉnh hơn nhiều so với phân khúc mà anh em sử dụng ở gaming. Thế cho nên là những phiên bản RTX 3080 vẫn sẽ là một cái sự lựa chọn tốt hơn cho anh em gaming. Và anh em thấy sao về phiên bản này? Nó có đáng tiền hay là nó có đẹp hay không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và bấm một nút subscribe cũng như là hình cái chuông ở phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất đến từ Hà Nội Computer. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.